Dạ rồi, con xin gửi lời chào cô chú anh chị nha. Và con xin chúc cho cô chú anh chị một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Thì con xin thưa với cô chú anh chị là hiện tại thì con đang ở nhà của chú Then. Dạ rồi, hiện thì tình trạng của chú Then thì cô chú anh chị được thấy nè. Đó. Dạ rồi, chú có thể cho con biết là tình trạng sức khỏe mình hiện tại nó như thế nào không chú? Rồi thì trạng sức khỏe không rồi á, khổ là coi như lấy anh cái mặt mà với ruột già ruột non với một cái đầu tị, cái đầu tị bị nó bị viêm đầu tị á, cắt bỏ đầu tị rồi thêm một cái đau cái dạ dày, bây giờ mổ cái dạ dày nữa, coi như bộ đồ lòng là không còn gì nữa chứ, bởi vì sức khỏe giờ nó quá trời kém luôn. Giờ lao động chính trong gia đình mà giờ có một vợ một con, mà vợ thì bệnh coi như hư năm cột sống, mà giờ chấp thì nóc trống nữa. Dạ chú hả? À, Rồi bây giờ cô đang ở đâu chú? cô đang đi làm ở ngoài vườn, Đang làm Bình Dương ha. không có làm ở Ngoài nhà vườn, đâu. ngoài vườn. À, Dạ. đâu không không có làm ăn gì nổi, Dạ. giờ chỉ còn một con để nó lao động chính nè, Dạ. Con chú đang làm về cái gì chú? nó lúc trước nó làm bên công ty ấy, rồi bây giờ nó mới hai chồng bệnh gì đó rồi nó mới nghỉ về đây để phụ giúp gia đình, Cô bị bệnh như vậy mà cô còn phải làm ngoài vườn nữa. vì gì bây giờ nhà không có ai á, hai vợ chồng đều bệnh hết, Dạ. còn phải gắng làm chứ không làm thì cô không được. Dạ. Rồi chú có thể cho con biết là cái như cái tình trạng bệnh mình như vậy nè chú. Rồi chú đâu có làm gì ra tiền đâu, rồi làm sao để mà mình có tiền để mà mình lo cho cái bệnh của mình chú. Thì bây giờ hai chồng bệnh hết, giờ nhà anh em cô bác xuống liền Dạ. cũng được giúp đỡ, mới mới Dạ. coi đi trị bệnh này kia, chứ hai chồng bệnh hết không có làm gì ra tiền nữa, con thì nó xoay sở nó làm không đủ, Dạ. để ra nhà bà con xuống liền cô bác với địa phương tiếp giúp cho gia đình cũng ngừng mới mới để Dạ. lo trị bệnh. Dạ. Hiện tại thì bây giờ chừng nào thì chú mới nhập vô về bệnh viện trở lại? Bây giờ bệnh viện Chợ Rẫy là đi nằm hồi Tết tới giờ, nhưng mà nó cho lên tái khám, nó giờ nếu vô quá chất khoảng mười mấy liều, nhưng mà một liều quá chất nó tới 3 triệu mấy 4 triệu nữa, Là mười mấy liều hả chú? Dạ. thành thử bây giờ không có tiền để đi trị bệnh rồi trở về để uống thuốc nam hoặc thuốc bắc bị bà nó, chứ Dạ. không có khả năng để vô quá chất nổi. Dạ. Vì vô tới đó là nó hết liều nó khoảng 70-80 triệu rồi. Dạ. Rồi xe cậu đi đứng ăn uống chả thì mướn nhà trọ ở không à, rồi ăn uống thì mua ăn là thứ không có tiền để vô quá chất đi về kiếm thuốc nào một thuốc bắc uống cầm chừng. Dạ thì hiện tại như vậy thì bây giờ chú phải chịu trận là coi như là không còn khả năng để mà nằm trong bệnh viện nữa. Dạ thì như bây giờ chú nếu mà không nằm trong bệnh viện nữa thì cái tình trạng sức khỏe mình càng ngày càng yếu hả chú? Càng yếu ăn không được ngủ không được, Ăn không được mà ngủ không được luôn hả chú? Dạ. sức khỏe bởi nó mất sức khỏe. Dạ, còn còn cô thì cái tình trạng bệnh của cô nghiêm trọng không chú? Cô thì coi như giờ năm cột sống ở phía sau á, giờ chấp hay nấu hết trơn với một cái thoát chỉ điểm nữa, Trời ơi, trời. là cách đây mổ 3 năm rồi. Dạ. Mà người con trai của chú là chú có một người con mà qua. Có một người con mà Dạ, rồi cái khoản tiền mà anh đem về cho chú là một tháng gì là được đủ tiền uống thuốc không chú? không đủ đâu, bởi vì nó trả nhà trọ rồi ăn uống này kia, một tháng gửi về được 1 triệu 700 hoặc 500-600 trở lại, Dạ rồi. thành thử không không có đủ. Dạ rồi thì bây giờ như có ước muốn gì đó thì chú có ước muốn là như thế nào rồi chú có thể tâm sự với cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước để cô chú anh chị Mạnh Thường Quân
hiểu hơn về chú và giúp đỡ cho chú trong cái hoàn cảnh này không? Thì chú cũng muốn mạnh thường quân địa phương, giống địa phương chính quyền địa phương mình gắng giúp đỡ tôi sao có một số vốn để tôi đi trị bệnh vô quá chất. Chứ bây giờ khả năng gia đình thì không có đủ để xây sở vô quá chất. Để cũng nhờ mạnh thường quân, chính quyền địa phương, sống nghiền, bà con này kia đâu hỗ trợ cho tôi được mới vốn để tôi vô quá chất. Dạ, mà cái khoản tiền mà chú ước mong, ước mơ đó chú, để mà điều trị bệnh đó là khoảng bao nhiêu chú? Theo bây giờ, theo cái ước mong đó, thì cái nguyện vọng ước mong cho đủ mình trị bệnh thì chắc cũng hơi khó. Thì tôi muốn là khoảng, có khoảng 50 triệu là rồi tôi hỏi thêm vô. Phục hồi sức khỏe ha? Vô chắc phục hồi sức khỏe rồi khi hết bệnh đó, rồi mình trả lại cũng được. Dạ. Dạ rồi, có hết bệnh thì chú mừng chú trả lại cho Mạnh Thường Quân ha. Không, trả lại ví dụ cái số mà mình số mà mượn thêm ha. Mượn thêm á. Dạ, dạ rồi. Vì trước mắt thì hôm nay con ghé thăm chú. Dạ rồi, thì hôm nay con ghé thăm chú á. Thì con cũng có mang theo một số món quà để mà gửi tặng cho chú và chú nha. Dạ rồi. Để con đi lấy cho chú nha. Dạ. Vô mà nhớ luôn con. Đây rồi. Xíu đợi con xíu nha. Cái ghế rồi cho anh tắm rồi ngồi con. Còn chú đó hả? Thử đó. Thôi chờ ở dưới thì nãy nó đi thành phố rồi, nó ở nhà mà. Nó đi thành phố mà bệnh gì nó ở nhà. Thì, nó đi thành phố mà về tiếp không rồi. Là bây giờ là nghỉ làm luôn hả chú? Nghỉ làm luôn, bây giờ hai chồng bệnh gì nó đâu có đi mần được. Dạ. Được rồi. Thì hôm nay con đến thăm chú. Thì con có mang theo món quà để mà gửi tặng cho chú nha. Trước tiên thì con gửi cho chú một thùng sữa, chú cần nói không? Thôi bỏ con đó được rồi. Dạ rồi. Thôi để đây đi chú, để con quên đi để nó. Dạ. Dạ. Rồi một thùng sữa nha chú nha. Và 1 triệu là của cô Hương ở Úc đó, đã gửi tặng cho chú nha. Rồi, ngoài ra thì cô chú Hùng Linh ở New York Mỹ cũng gửi tặng cho chú thêm là 600.000 nữa. Đó, để mà hỗ trợ cho chú tiền thuốc men một phần nào cũng được nha chú nha. Ngoài ra thì cô Hiền ở Canada cũng gửi thêm một cái bao thư cho chú đó, để mà giúp cho chú một chút đỉnh nào đó cũng được đó. Thì con hy vọng rằng chú sẽ được các cô chú Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước giúp đỡ cho chú nhiều hơn nữa, để mà chú có thể tiến hành điều trị để mà lấy phục hồi lại sức khỏe, để mà có thể mà làm việc nha chú ha. Dạ rồi. Vậy thì chú cũng mang ơn các cô chú Mạnh Thường Quân mới giúp đỡ cho chú số tiền nè. Chú cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân toàn thể tập thể anh em chính quyền địa phương. Dạ. Chú chúc mà bà được dồi dào sức khỏe, làm ăn khó tài. Dạ. Rồi chú có nhiều lời. Dạ rồi. Dạ rồi, thì con chân thành cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước rất là nhiều. Và đặc biệt thì con xin cảm ơn đến cô Hương ở Úc và cô chú Hùng Linh ở New York Mỹ, cùng với cô Hiền ở Canada. Con chân thành cảm ơn rất là nhiều đã hỗ trợ cho chú có được một cái số tiền để mà tiếp tục mua thuốc uống. Dạ, thì con hy vọng rằng chú sẽ được các cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ thêm, để mà chú có được số tiền ước mơ để mà điều trị cái bệnh của chú hiện tại. Thì nói chung là nó
nó rất là khó khó điều trị của chú anh chị ơi, và chú cần một số tiền rất rất là lớn. Con hy vọng rằng sẽ được cô chú Mạnh Thường Quân cùng chung tay lại giúp đỡ cho chú để vượt qua cái khó khăn trong lúc này, để chú có thể có lại sức khỏe và chú làm việc trở lại như bình thường, để mà còn lo cho vợ cho con của chú nữa. Vậy rồi thôi con xin được phép kết thúc clip, và con chân thành cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước rất là nhiều, và con hy vọng rằng cô chú anh chị sẽ thương và giúp đỡ cho chú trong lúc này. Vậy rồi thôi con xin gửi lời chào cô chú anh chị nha. Vậy rồi chú có gửi lời chào cô chú Mạnh Thường Quân không? À, thì cho tôi có đôi lời để chào Mạnh Thường Quân, vì hoàn cảnh gia đình cũng gặp nhiều khó khăn á. Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ tôi được số tiền như thế này thì tôi rất mừng ơn các Mạnh Thường Quân với địa phương chính quyền ở đây, bà con cô bác ở gần xa. Thì tôi có đôi lời chúc Mạnh Thường Quân được dồi dào sức khỏe và nhiều hạnh phúc. Tôi Dạ chân thành cảm ơn. dạ rồi rồi thôi chú giữ gìn sức khỏe nha, mấy anh Dạ. em con về nghe chú nghe. Dạ. Dạ rồi chú giữ gìn sức khỏe nha. Sống với những ngày đáng sống, không giận mừng không oán ghét sầu thương, để cho lòng chàng trai khắp mười phương như gió lòng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao ấy trước phiền hà, vương vấn du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bàn mù trù đó nhà ta. Đường dài thoăn sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống thanh...